tốt, những vị tướng sát thủ đáy xã hội bị lãng quên trong Liên Quân chơi 10 trận thì đéo gặp nổi một trận. Nếu bạn thấy tôi nói đúng thì hãy bắn tung tóe và cho tôi một like, một đăng ký. Ở vị trí thứ nhất là Sinetia, là vị tướng tàng hình lâu nhất Liên Quân, tàng hình cả trong rank lẫn đấu thường nữa. Một vị tướng như Lon chả có tí khống chế nào mà rất dễ bị khắc chế, bạn chỉ cần lên cái giáp thống khổ với cái đao truy hồn thì lúc đấy Sinetia biến thành màu đuổi luôn. Ở vị trí thứ hai là Vô Cặc, kể từ khi bị nấp thì cưỡi con rùa đáy xã hội chạy chậm không thể tả nổi, lại còn ngắt tự động chạy của ngựa nữa. Từ đó gà rán đã ném chú tể vực hỗn mang xuống hố quất Vô Cặc, xem thằng bi rán cưỡi con thạch thùng chạy nhanh như rách bỏ con mà cay đỏ dài. Ở vị trí thứ ba là Atchit solo tay đôi, cực kỳ khỏe, chiêu hai còn tạo giáp ảo, chiêu ba lại còn hút máu bất tử nữa, nhưng vẫn Atchit vẫn không được trọng dụng vào trong Rano nhiều. Và tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng có khi do bộ kỹ năng chiêu ba dặn ỉa của cô lên mấy khi có người chơi. Nếu mà cho Atchit quẹt luôn chiêu ba như Ma Lốc thì Atchit đã không xuống đáy xã hội.